bên này một đấy, anh chỉ biết là nó cao hơn thôi, ở Lê Yên Hòa nó cao nữa. Được. Yên Hòa nó cao nữa. Nó cao lên đấy. Yên Hòa có ở trên Yên Hòa đấy có cái đường nào về Hồng không? Quá. Đi vòng vòng. Em xem bản đồ em biết ngay. Yên Hòa có bằng cửa từ nhà ông Tâm lên nhà Tuấn Anh không? Úi dồi ôi, xa lắm. Đông không? Đông. Đông. Đây. Như đây á? Đây. Nếu là cái bà đây. Ở đấy thì nó ở khu và khu dân cư nó thì nó đông hơn. Nhà nó vứt quật như thế này không? Nhà nó đẹp hơn. Nhà nó có nhà đẹp hơn đấy. Thế đây anh vứt quả nào vẫn muốn là vẫn giữ được kinh nhất. Nên ở Cầm Luông. Cầm Luông thì có nhà. Cơm không nghỉ sao ấy. Đấy, nó nhà em